quả bông xinh xinh. Giữa thảm cỏ xanh sao bông đứng một mình, phải đứng một mình vì quả bông chưa hoa. Thế nào bông xa là ta thảm quả xa. Chuẩn bị một tờ giấy báo cũ. Cô đặt trên mặt bàn, sau đó dùng các ngón tay túm tờ giấy báo lại. Cô sẽ nắm thật chặt tờ giấy báo trong lòng bàn tay. Các con chú ý nắm cho thật chặt này. Sau đó, cô xoay tờ giấy báo trong lòng bàn tay để quả bóng được tròn hơn. Cô đã thực hiện xong rồi. Các con thấy đấy, để làm được quả bóng bằng giấy báo rất đơn giản, đúng không nào? Vừa rồi, cô đã chia sẻ với toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con một hoạt động, đó là hoạt động tạo hình vo giấy làm quả bóng. Qua video, cô Quý đã chia sẻ, cô Quý hy vọng tất cả các bậc phụ huynh ai cũng có thể hướng dẫn các con làm ra thật nhiều quả bóng xinh tại gia đình, để các con có thể chơi vào những trò chơi như tung bóng, ném bóng và chuyền bóng khi các con nghỉ dịch tại nhà. Giờ học hôm nay đã kết thúc rồi. Cô Quý xin chào toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con. Hẹn gặp lại các con vào giờ học sau nhé.